MLMH Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMH Bình Dương nha. Thì bây giờ là 16 giờ 23 ngày 19 tháng 8 năm 2023 ha. Thì các anh em cũng sẽ dọn dẹp vệ sinh cuối cùng. Đó. Những anh em nào mà lau đèn hay là lau bàn thờ rồi thì các anh em sẽ làm việc khác ha. Cái gì hả chị? Bây giờ là cái mình phải kiếm một cái chỗ nào để không có mưa gió tạt chứ kinh tại mà mình đẩy về tội lắm. Mỗi lần trời mưa thì mình bịt lại anh. Mỗi lần mà trời mưa mình bịt lại còn trời nắng mình. Bữa nay có cây chổi mới nè. Bây giờ MLMH sẽ khai trương cây chổi thì nãy như anh Ngọc anh khai trương rồi, thôi để anh làm được vừa làm vừa quét được. Chị ơi đi hấp hương. Đúng rồi, em đi hấp hương đi. Hello ốc tiêu nha. Dạ. Bữa nay ốc tiêu giỏi dáng ghê không? Đó. Bữa nay em khai trương cái chổi nè. Cái gì tắt luôn rồi? Hả? Không. Không có quẹt mà dám hỏi hết đèn ha. Đây là cái cặp Tứ Linh Long Lăng Vi Phụng nè. Ngày xưa 15m khi mà nhận khi mà mấy anh em đưa cái cây này về, bốn cái chậu này về á, thì nó giống như là bốn cái Tứ Linh Long Lăng Vi Phụng ha. Thì bốn cái Tứ Linh này cũng rất là may mắn đã được vào ở bên trong cái con đường của mộ cậu ha. Còn bốn cặp cây ngoài kia thì không có được vào. Hiện tại hoa viên vẫn chưa có cho phép vào, cho nên vẫn còn để ngoài kia. Chứ nếu mà để được bốn cặp đó vào bên trong đây nữa thì phải nói rất là đẹp luôn. Thì chắc là sắp tới đây 15m cùng với anh Duy Minh sẽ cố gắng xin mấy sếp để làm sao mang được vào ha. Nhưng mà hiện tại thì cái chậu nó cũng rất là nặng. Chiều nay thì mấy anh em lau đèn trước rồi, lau đèn lau bàn thờ cho nên mình quét sân đó. Anh em nào chưa có việc làm thì có thể đi thắp nhang, đó cũng là một cái công việc rất là tốt luôn. Rồi mà ai thương cậu quá thì có thể là lau mộ cậu ha, lau mộ lại. Người lau rồi, người thì lau lại ha. Ở mộ của cậu Nam thì nói chung là tất cả các anh em đều yêu mến cậu hết. Ai cũng yêu mến cậu. Nhưng mà nhiều khi thì vẫn còn một số các anh em là nói chung là các anh em vẫn chưa có đoàn kết. Cho nên nhiều khi mình thấy cái sự chia rẽ thôi, chứ thật ra là tất cả các anh em đều yêu mến cậu ha. Yêu mến cậu thì đến đây mới làm được. Còn những anh em nào mà không có cái lòng mà yêu mến cậu thì hầu như là cũng khó lòng mà trụ được lắm. MLMH cũng đã quét xong một cái đường rồi ha. Thì bây giờ vào bên trong đây. Hôm nay chiều nay không cần caramel luôn, tự mình vừa đi mà vừa
Ê, ê, cái gì nữa? Ê, chị mua gân rửa. Phát hiện chị mổ. Em tính không có lao mà em thấy đen này quá nên em phải hàm dao mới được. Bây giờ mình làm hết các cây chổi này ha. Các cây cây chổi này để đây đi. Đó. Rồi để cái điện thoại ở đây. Như buổi sáng đi, nhưng mà mình sẽ thấy được toàn cảnh hơn. Bây giờ mình làm mết gắn cái mít vào ha. Em phát hiện đó trên cái chậu đó. Bây giờ ngựng quay nè nha. Dạ, cái nào anh? Em đưa đứa này lên đây giùm anh cái này. Đứa nào anh? Cái thùng đó đó. Thùng này hả? Thùng dưới đưa lên trên. Cho nó gọn phải không? Đó. Gọn không? Sát rồi ha. Đúng rồi. Cái tính là cái đồng này nó cũng ám khói quá ha. Nó cũng bị dính khói. Này. Mấy anh em lao nhớ nhìn tới nhìn lui nha. Tại nhiều khi mình không có thấy, mình ban vô cái điện thoại rớt cái xong cái điện thoại lên đường. Hình như cái này á, là mình lấy cái bàn chải kem đánh răng á, mình chải mấy cái này là nó sạch lắm á. Anh Niu anh đang quay mình đó. Ai? Cái gì? Ai? Sao cô giống cô Diệu Hương quá vậy? Cô Diệu Hương. Vậy là cô Diệu Hương tối nay chắc là ở qua đêm ha. Không. Thầy ở Chùa Hoằng Pháp là đặt cho anh một cái là thích cà nghệ. Chào cô Diệu Hương. Sao vậy cô? Để cô chia sẻ với mấy đứa. Dạ. Trời ơi, thầy con thấy bao thầy cậu. Chính xác thôi, đúng không? Thấy bao thầy cậu đúng không? Con nằm mơ thấy cậu hả cô? Cũng gia đình kinh tế lớn lắm mà mấy em không biểu thằng thầy gì mà nói lung tung tội chết luôn á. Dạ. Mấy sư làm như vậy rất là tốt á. Dạ. Mà mấy em nói lung tung quá. Con mới quay nè. Vậy hả cô? Ừ. Cái miệng con nói nhiều nhất. Nói chung là giờ thật hàng dây. Dạ. Cái lễ này nói cho con nghe. Dạ. Bao nhiêu triệu cũng không bao giờ. Mấy trăm triệu mới hưởng được các vị thầy này. Nói cho con nghe như vậy. Dạ, tháng con... này là cái tháng mở cửa ngục. Dạ. À, những người mà người ta có tiền là người ta thỉnh các sư này nè. Dạ. Để trục hồn. Người nào mà được ra khỏi, dạ, đi lên trên luôn. Con mới quay này cô mới quay. Đó, thuốc là hay luôn mà. Dạ. Để con lấy. Anh Ngọc có một quẹt không anh Ngọc? Vậy là các sư thầy này tốt không cô? Rất là tốt. Dạ. Không phải là các sư này làm nha. Dạ. Cái đó, cái những hòa thượng đó là hòa, là pháp sư không đó. Dạ. Vị pháp sư chứ không phải mấy thầy này làm đâu. Mấy thầy, dạ, này chỉ là dự đàn thôi. Là có mặt thôi. Dạ. À, mấy con ví dụ như mà làm như vậy là mấy con phải hoan hỷ. Dạ. Mấy con không có được nói lung tung. Dạ. Vì cái này rất là có công đức. Là nè, con có thể cầu siêu cho các gia đình con luôn. Dạ. Ông ngoại bà ngoại tất cả những gia đình mà chết nhiều năm á. Dạ. Không biết làm sao đó, không biết đọa lạc vô đâu, có nhiều khi mà không có siêu được. Thì dạ, con nhờ cái công đức này nè, con gửi thơ lên.
rất là tốt luôn. Dạ. Nói thật chứ con, cái này không phải là dị đoan đâu nha, cái này là cho đằng tháng 7 mới có nha con. Dạ. Không phải là gì đâu Phật, trời ơi. Ủa mà con em nóng ruột quá em nữa con. Sao? Tại vì nhiều chỗ mà sao con thấy đi thẳng vô trong chỗ. Người ta phát tâm. Bởi vì tụi cái con... tự về cái đạo tràng này là bên ở trên cô nghe, đạo tràng pháp hoa này cũng hòa thượng thích chí quảng. Bây giờ con cứ đỡ cô hòa thượng thích chí quảng là con thấy nha. Đại có nghe nói. Hòa thượng này là nhìn đúng không? Đó. Giáo Phật giáo Việt Nam. Chùa Pháp Hoa. Dạ. Chùa Pháp Hoa. Bây giờ con thấy điều đó không phải là tại vì cô nghe Pháp Hoa. Tại mấy người đó con. Vậy là tốt với cô. Phải lên đây đó. Dạ. Con hỏi là bà con bác để lên ý kiến coi là cái không có sao hết, rất là tốt. Vị sư này như thế nào? Tốt lắm. Các vị sư mà nãy nói chuyện với lại hồi nãy nói chuyện với lại Như á. Dạ. Vị sư đó là chỉ đứng ở ngoài thôi. Không có tham gia một cái chuyện này. Chỉ có pháp sư thôi. Pháp sư là con phải thỉnh đàng hoàng. Các vị đó không phải là như ở trong chùa này con vô con lễ đâu. Các vị đó con phải thỉnh. Bởi vì tháng 7 này người ta rất là cần để mà cúng có 3 ngày 3 đêm đó, chứ không phải là như vậy đâu. À, cúng đây là gia đình kinh tế là cúng đại khái vậy thôi, còn mà cúng thực sự mà đội tớ luôn nha con. Dạ. Cúng có 3 ngày 3 đêm mà một lần cúng như vậy là mấy tiếng đồng hồ. Dạ. Con nói thiệt chứ có tiền cũng không có thỉnh được các vị này đâu. Như cô biết sao không? Cô tại vì cái chỗ khác thì nóng nhưng mà cái chỗ mộ cũng rất ngày cảm. Không có sao. Đúng rồi, cô biết, cô biết điều đó. Con là phải phòng dạ, phòng bệnh ăn chỗ bệnh. Không sao nhưng mà dạ. Được làm được cái việc này người ta bắt tâm người ta làm được cho cậu năm nay rất là tốt. Không dạ. Có sao hết. Cô bảo đảm luôn không có xấu đâu. Chị yên tâm đi, không sao đâu. Nhưng mà thấy con cái là hơi lạ thôi. Tại vì sao con phải đưa gì được gõ chuông, tại vì có những tiếng chuông đó hồn mới dạy. Dạ. Nhưng mà chỉ có riêng tháng 7 thôi. Dạ. Còn mấy cái tháng kia không có. Dạ. Đừng có nói liên phiên, tại vì chúng ta là mấy con chưa hiểu chứ không phải là không hiểu. Dạ, chưa hiểu, nhưng mà từ từ rồi mấy con sẽ hiểu. À, trên ha. Video là tụi con mới hỏi là bà con cô bác nào biết hay để là comment bình luận. Cô nói mẹ nói giống như vậy, cô phải lên để liền. Dạ. Anh cô cái nào vậy? Hả? Cô cái nào? Cô đi coi cô tên của Na 15 này nè. Dạ. Con 15 nha. Rồi của con luôn. Con cũng thắc mắc luôn. Con cũng nói là không biết làm sao vậy. Đúng rồi, mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà cô bình luận vô mà tự con không coi cái bình luận của cô. Bình luận của cô đó, bình luận của cô. Mà con không bình luận. Thành ra cô phải tụi con không... chưa có xem bình luận được luôn á cô. Mà... bận quá. Mà cô gọi thằng này cũng không được luôn nè. Dạ. Gọi qua cho em của con. Ủa đâu rồi, chị em. Gọi cho con. Chị em. Chứ con gọi. Chị Hương đâu không cô. Chị Hương, con có gọi Hương. Chị Hương không có lên. Chị nói đi về quê. Dạ. Con mới nói là cô phải thấy con Ngân. Ngân có gọi con chị. Ngân đâu à? Chị Ngân về luôn à? Thì con nghe nó đứng nó nói là thùm chắc là tạo khẩu nghiệp. Dạ. Không biết nói là lung tung là tội lắm luôn á. Dạ. Tại vì mấy con chưa biết, dạ. Chưa hiểu thì dạ. Không có chắc. Dạ. Còn mình đã biết mà nói lung tung dạ. Là tội lắm nha. Không dạ. Có nên đâu. Dạ. Tại vì một cái chai đàn này không phải mà tự nhiên mà thỉnh mời đàng hoàng. Dạ. Ta phải mua vô hobby dễ đâu. Tại vì con thấy là có 100 người sư dạ. Như thầy rất là tốt, không có sao hết. Nha. Dạ. Có yên tâm. Cậu Năm ở đây á, không có bị ai làm cái gì hết. Dạ. Rất là tốt. Dạ. Ví dụ như bây giờ là con nói là người ta chỉ hờ như vậy là người ta chỉ cúc hồn là tất cả thôi. Nhưng mà cậu được lên trên rồi cậu sẽ đổ lại cái tất cả ở đây. Dạ. À, dạ. Tất cả cho nhân gian, thần thánh thành rồi là được hết. Chứ không phải là nhất quyết là ở địa ngục. Dạ. Nhưng mà người ta chỉ muốn làm như vậy trong cái tháng 7 này là bắt đầu mùng 1 là người ta đã khai cửa ngục. Dạ. Thì trong cửa ngục đó không phải là giống như ở tù không hiểu không? Thì bữa nay là được ân xá. Dạ. Thì nhưng mà phải có người nhà rước. À dạng vậy. Thì dù thả ra nhưng có nhiều người ta không có sao con? Có nhiều người ta đâu có gia đình đâu. Dạ. Thì những cái mà thầy cúng như vậy nè là những người đó được luôn. Dạ. Những người đó được độ luôn, được siêu lên luôn. Có hiểu không? Đó là như vậy, thành ra mấy con đừng có nói như vậy.
bây giờ cô lên để cô ghi tên gia đình của cô để cầu siêu. Dạ. Không có phải có quà được đâu, mấy trăm triệu mới được cái gia đàn này đó nha con. Dạ. Vậy hả? Mấy trăm triệu đó. Anh ấy cũng thấy cô quen. Lần đầu tiên là cô thấy ngồi dưới đó đó. Còn không? Chú dưới cái mộ gia đình nó cô quay mà. Mà quay gì không? Vậy rồi, vô tôi rồi. Hả? Cô nhà đây cô quay mà. Rồi. Dạ hết luôn. Tại vì con vậy rồi. Con có liên hệ với bên tại lúc chiều thì con được quay rồi, một cậu con quay ta nói là đây không phải là cái đoàn của bên học viên mà do một cái đoàn nào đó ghé lại đây thôi. Còn có liên hệ mà liên hệ cả bên chuyện con chuyện loan cũng nói thôi giờ là... con có nói con chuyện dạ. Loan là con tên là Vũ Phương là Phật tử thần thành luôn là dạ. Ở đó là đoàn cầu chàng là cũng là của Hòa Thượng Thích Chí Quảng, cứ nói Hòa Thượng Thích Chí Quảng là có một vị chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta không bao giờ người ta làm sai những chuyện gì hết. Thì những người đó đầu chàng ở đó người ta tất nhiên người ta phát tâm người ta làm cầu đàn cho tất cả mọi người ở đây đều tin. Ví dụ như giờ mà bữa nay không biết là có Hòa Thượng đi theo thì gia đình là cầu siêu được, còn nhiều người không có gia đình. Không, có Hòa Thượng Thích Chí Quảng luôn hả? Không, Hòa Thượng nào không biết, có Hòa Thượng lắm. Không có, chỉ là đệ tử Hòa Thượng. Nhưng mà có khi nào người ta lợi dụng? Cô gắng cô biết là mình tương hẹn với ta không? Dạ, dạ. Là làm trưởng lễ. Cô nghe nói là cúng cái đàn này thường thường ở trên thành phố cúng là tới 4 tiếng, 5 tiếng. Dạ. 4, 5 tiếng. Còn nếu mà thực sự mà đặt về nhà mà mình... thỉnh về nhà thầy về nhà mình làm á là có thân có này có kia là con biết phải 3 ngày 3 đêm mới xong cái gia đàn này, nhưng mà con biết bao nhiêu triệu, 100 triệu 200 triệu chưa được luôn. Dạ. Nó thì chưa con nghe, tại vì con nghe thấy trên đó là để tới 100 triệu thầy con quăng con mới xuống đây. Cô có hứa làm hứa lên đây là cái ngày 13 dạ. 14 là lễ, nhưng mà con nhỏ cháu nó ở Mỹ về nó lại đăng ký cho cô đi Thái Lan rồi, bây giờ nó mua vé xong mà bây giờ thì cô không có thể nào cô lên đi được, thành ra cô lên đi cô cấp cho cậu trước để khi nào qua cái lễ này cô lên sau. Cô nó hứa ở đây nữa mình đang cô lên cô dắt đi ha. À, thì đó. Cô đi xe ôm lên, cô đi xe máy cô lên hả? Đâu xe ôm được 500 ngàn đúng rồi. Rồi đúng rồi, tự gì tại vì cũng nóng ruột quá cô phải lên cô gấp, tại sao cô sợ 5 giờ qua viên đóng cửa. Nhưng mà nữa nếu mà cô có đủ viên thì cô lên con cha đàn cô cầu siêu luôn con gia đình cô luôn, nhưng mà không được thì thôi thì vậy là bữa nay cô không có viên. Ngày mai này là cô có một cái lễ ở chùa thành ra cô lật đật như vậy nãy con cũng nói với tụi này là nếu mà cô thấy hồi sáng sớm mà cô biết được như sáng sớm là cô đã lên sớm từ sáng rồi. Là con sẽ chỉ cho các con làm những cái lễ như thế nào để cầu siêu cho gia đình, cầu an cho gia đình luôn. Cái này là cái lễ cầu an và cầu siêu luôn, không phải là gì từ cầu siêu là cầu siêu không đâu. Còn cái gì mà thầy vô lắc chu là sao? Cái đó là dục hồn, có những cái hồn mà tâm mê là gì đó, con hiểu không? Có những hồn mê thì không mà ta không có tỉnh, ví dụ vậy á, những hồn mà cũng linh gan đang đi đâu vậy, ví dụ vậy đi, thì có cái tiếng chuông đó mà ta thức tỉnh, người ta thức tỉnh là theo cái tiếng chuông đó mà ta về. Tại vì những cái hồn sư đó là không có bên học viên tổ chức, mà những vị sư đó nếu mà lắc hồn gọi hồn mà không biết gọi hồn đi đâu không? Đi lên quả viên người ta cầu siêu vô trong một cái chai đàn đó. Nhưng mà con thấy là bên cái bên hoa viên người ta cầu siêu người ta có tổ chức, người ta có cái đó là có lễ sư. Nhưng mà đây người ta phát tâm, tự vì cái đoàn của pháp hoa của hòa thượng Thích Thế Thượng thì không hợp hòa Thích Quản, không khỏi lo hòa thượng nó rất là có tiếng. Cô nói vậy thì con cũng yên tâm, nhưng mà tại vì cái người lạ lạ thì đúng rồi rất là trời ơi đậu tràng là con biết nhiêu mà lạ với quen. Ai giả không có sao mấy con cứ yên tâm. Cô nói con sợ ổng lắc hồn dẫn dẫn hồn chú đi đâu luôn. Người ta nếu mà thực sự một vị thầy là hồn sẽ đi theo để lên đó để mà theo để nghe kinh để cầu siêu. Nếu mà cái hồn nào mà được lên cõi trời hoặc là đi siêu rồi thì người ta sẽ về người ta độ lại gia đình người ta. Không có sao hết. Nhưng mà nếu mấy con mà có thấy những trường hợp như vậy, đi chùa chiền mà thấy cái cha đàn mà người ta ba như vậy thì mấy con phải hoan hỷ ghi tên ông bà mình để vô đó. Rồi nếu nhầm cái lễ mà người ta giải tiền lên thì các con phải lụm.
để bỏ vô bóp tiền đó làm ăn rất là tốt. Tiền trai đàn chỉnh tới bây giờ cô nói đây là các con lên quản. Cô không bao giờ nói sai, nếu con lên lên hết rồi thì nếu mà con nói sai. Cô nói gì là con hiểu rồi. Đúng rồi. Với cái mặt tốt. Còn mà cái lưỡi ông tiêu á, nếu mà xin được cái lưỡi ông tiêu là cho con. Lưỡi ông tiêu là sao? Nhưng mà có cúng là có. Cúng trai đàn trai 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 đàn. Cái đó là sao cô để con có. Có cắt ra cái lưỡi ông tiêu đó mà gia đình nào mà có con nhỏ khó nuôi nè. Mà giật mình nè. Dạ. Cái nọ là đem về uống một chút xíu nhỏ uống hoặc là đút trong nhà. Dạ. Gia đình làm ăn không được là ông tiêu rất là lưỡi ông tiêu á. Con có cái này con thắc mắc nè. Ví dụ như tụi con là bình thường mắt thường như gì, người bình thường làm sao mà nhận biết người đó là lợi dụng. Ví dụ như người ta lợi dụng, người ta biết cái đó là làm như vậy rồi người ta giả cái đó là sao cô? Cái đó là tự ta tạo nghiệp. Tự tạo nghiệp phải không? Thì bởi vì tụi nhưng con mà bây giờ phải. Con bây giờ con tụi con phòng nghe phòng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Với lệ 15 mét là con chưa hiểu chắc là trước khi mà cái cô mà áo vàng á đóng cây gậy qua vòng vòng đó từ đó tới đây là anh em ở đây là đề phòng nha. Đề phòng luôn. Đúng, đề phòng. Đúng rồi. Đó là, đúng là mình phòng bệnh hơn chữa bệnh đó cô. Dạ, lúc nghĩ là sư là mình tới mình phải giờ cũng có đủ thứ chuyện để nói. Dạ. Thì đó. Bây giờ mình cứ bây giờ phước đức của cậu Năm rất là dày, không có sợ đâu. Dạ. Mấy ông che chở hết rồi cô. Ông có sao phước đức, bởi vì cái phước đức này người ta có thể mà ta giờ lên trên người ta cô Diệu Hương. Ta đi thẳng lên trên. Dạ cô Diệu Hương hay sao cô. Thì bây giờ mình cô Hương cũng như vậy. Bây giờ cô có nói cho mấy con nghe, nếu mà trường hợp như mấy con gặp chùa chiền mà cúng như vậy là các con phải quan hệ. Mà nếu mà đang trong lúc mà đang giải tiền như vậy là các con phải lụm. Dạ. Nha, tiền đó tiền. Nhưng mà chưa chắc cái cô tụ con lụm đâu. Dạ. Đông lắm luôn, nếu mà mình cúng một cái chai đàn chuẩn tới là người ta bỏ tiền người ta cúng phải chặt đạo tràng này kia là. Bây giờ sớm cảnh tới vậy, người ta giải tiền mà trời có danh nhau mà lụm nha con. Thì cô Diệu Hương cũng giải thích những cái mà tụi mấy anh em YouTuber đã không biết ha. Cô cấp tốc thuê xe lên đây từ Sài Gòn qua Bình Dương là 500.000 ha, để cô giải thích cho các anh em hiểu lễ trai đàn như thế nào, nó các vị sư đến mộ cậu Năm như thế nào để cho các anh em hiểu hơn ha, để tránh những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ không có tốt. Đó thì cô Diệu Hương giải thích như vậy ha. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng cảm ơn cô Diệu Hương giải thích cho tất cả các anh em YouTuber cũng như là ekip ha. Rồi bây giờ 15 hết cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.